Chào cả nhà, đã trở lại với kênh Quê Nhà Có Mẹ của mình. Hôm nay mình làm cái món bánh da lợn nha cả nhà. Giờ mình mới vừa hái lá dứa xong. Bây giờ mình lấy lá dứa này để mình đâm, mình lấy nước mình làm màu bánh da lợn, cái màu lá dứa. Rồi mình cắt ra mình đâm đây. Dưa vô cho nó thơm. Rồi giờ mình pha bột để làm bánh nha cả nhà. Tí muối. Tiếp theo mình để bột vô. Bột này bột mì mình mua ở chợ. Cái này lá dứa hồi nãy mình đâm mình lượt nè. Rồi mình đổ vô bột luôn. Này mình làm màu. Rồi mình phải đều lên. Giờ cái phần màu lá dứa mình làm xong rồi, giờ mình tới làm cái màu đậu xanh, màu vàng của đậu xanh. Cái phần này mình làm bột gạo với đậu xanh, mình làm nhân. Cái bịch này nó 500g mà mình làm 400 à. Chừa lại 100 đi. Rồi đổ hết đường vô. Có đậu xanh cho nên mình để đường nhiều. Rồi mình dặn vô tí muối, chế nước cốt vô. Cái phần bột màu xanh giờ mình lượt cho nó sạch cặn cả nhà. Mình làm nhân đậu, mình để thêm đậu vô. Này đậu xanh tách vỏ mình nấu chín rồi. Trộn vô. Rồi, nước sôi rồi. Bây giờ mình để khuôn vô đặng đổ bánh. Rồi bây giờ bánh da lợn là mình đổ từng lớp. Bây giờ mình đổ màu xanh trước. Đẹp quá. Rồi tiếp tục mình đổ lớp nữa. Thank you.
mình thử bánh coi nó chín chưa cả nhà. À, chín rồi đó. Để cho nó chút nữa đi. Trời, lần này là chín thiệt rồi, trong veo rồi. Rồi bánh và lợn chín rồi, giờ mình nhắc ra ngoài để cho nó nguội nha cả nhà. Ngon quá. Rồi giờ mình bắt này nước dảo của cái dừa mình vắt ra. Mình thắng nước cốt. Rồi cái phần này mình cho bột vô cho nước cốt nó đặc, nó kẹo nó ngon. Mình đổ nước cốt ngay nhất vô. Để là xong, cái này nước cốt kẹo luôn. Rồi bánh chín rồi cả nhà ơi, giờ trời mưa rồi mình dọn ăn luôn. Tốt chưa? Bây giờ mình lấy bánh lên mình cắt ra nha cả nhà. Vậy đi. Wow. Cha đâu rồi, qua ăn bánh luôn nè. Dạ cha. Bánh chín chưa? Bánh chín rồi anh ơi, qua ăn bánh luôn, tốt rồi. Thèm nữa. Thèm bánh dữ lắm rồi hả? Nãy giờ trời mà thèm quá trời luôn rồi. Rồi, biết đi vô ăn. Rồi, xong rồi nè. Bánh nè. Lâu dữ rồi, mới được làm món bánh này. Ngon dữ, đẹp quá. Bánh da lạnh đó. Bánh da heo. Bánh da heo. Dễ đi nha. Hiền khoai gấp đi con. Dạ. Dạ. Ồ, con da dữ hả? Ăn được không nữa à? Cái này. Cái này. Cái này không có găng là ăn không được rồi. Rồi, da heo nữa mà. Vung tay mà. Đợi ăn bánh nữa hả thèm? Vung tay. Này gọi là da heo mà đụ cái nó bị ra da nhựa hả? Đây là đúng là da heo mà. Đây. À. Ngon. Ngon lắm. Rồi được rồi em ơi. Đây. Đó, ăn cho đã thèm đi nha. Rớt một miếng. Rồi ăn ít thôi. Dạ nha. Mời cả nhà cùng ăn bánh với mình nha. Mời cả nhà. Đúng rồi. Đây mời cả nhà nha. Mời cả nhà cùng ăn với mình đi. Ngon quá chứ. Ngon quá. Này là giờ người miền Tây. Và cái gì cũng thích béo lên. Nước cốt là cái chín mà. Nước cốt này hình như mẹ có để sữa. Phải không mẹ? Phải. Đúng rồi. Phát hiện được mùi sữa. Đó. Béo mà, anh phải béo mà. Ngon quá, đang đói bụng nữa. Ngon quá. Như đậu xanh á, nó béo mà. Nó dẻo ha. Nó này là béo không à. Quá béo. Ăn nhiệt tình đi nha. Đâu lắm rồi mới được ăn bánh vậy lạnh. Sao nhìn nó béo luôn. Nhưng nó béo dữ hả, là nè, nước cốt dừa nè, rồi đậu xanh nước nấu nước cốt dừa nè. Cái nào à? Cái chủ yếu là cái chính là nước cốt dừa mà. Thì mẹ nó béo nữa.
lâu lâu mới làm bánh lần con ơi, gắn ăn đi. Nữa thôi em để cho. Tiết kiệm ăn nữa. Thôi đi. Ăn đi mà, lâu lâu mới có bánh mà. Nữa anh. Nữa ơi. Nữa. Khoan, ăn đi con. Ê, để em gấp này cho ông bò sữa một miếng. Này lấy gì á? Ừ. Bò sữa, ăn luôn. Bò sữa đi, ăn đi con. Biết ăn bánh không nữa à? Biết ăn này. Ăn đi con. Không biết ăn bánh sao? Ăn thử coi miếng là ngon mà ghiền luôn á. Chơi rồi không ăn nữa mày. Ăn đi con. Không biết ăn bánh ra lại rồi hả? Biết ăn bánh ngon rồi. Ăn bánh da heo rồi. Trời ơi. À, ăn luôn rồi để rồi mày ghiền. Không có ăn. Gắn ăn vô đi con. Ăn miếng bánh đi cho mày, mày không ăn xin bò sữa. Ăn đi con. À, được hay gì rồi đó. Làm eo xíu vậy mà. Rồi nhậm nó chịu luôn. Giờ tiệc bánh da lợn của mình ăn tới đây đã xong rồi cả nhà ơi. Ăn ít thì ngon mà ăn nhiều ngán quá rồi. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha. Mong cả nhà ủng hộ kênh mình nha. Bye bye.